Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con biết được hoàn cảnh của bà Út. Bà sức yếu tuổi già, khi mà đã lớn tuổi không có làm đi làm có công việc gì được hết, mà nay bà bị bệnh tiểu đường. Trong cái lúc hoàn cảnh rất là khó khăn, nhà bà lại nghèo, nên có sự trợ duyên của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ trợ duyên thương cho bà, trao tặng cho bà cái số tiền 300.000. Trong cái lúc hoạn nạn khó khăn này mà nhận được cái số tiền của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp tặng cho bà để cho bà có tiền uống thuốc. Cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả, tấm lòng từ bi của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở nơi phương xa rất là nhiều. Cầu chúc cho vợ chồng của cô chú làm ăn có lộc có tài, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Cầu chúc cho gia đình của cô chú sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho vợ chồng cô chú muôn đời được bình an, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Nay con mang cái số tiền 300.000 của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp tặng cho bà Út, để bà Út có tiền mua thuốc về uống. Bởi vì hoàn cảnh nghèo mà bây giờ bệnh tiểu đường nữa, bà Út không có tiền. Nay con xin được trao tặng cái số tiền 300.000 của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp cho bà Út nha bà Út.